Vâng, xin chào toàn thể các anh em quý vị, các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng chúng em các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em xin giới thiệu cho các bác một máy cưa xích hiệu Estin 020. Dòng này là dòng cưa Estin Germany này các bác. Tình trạng máy móc thì 99% các bác nhé. Cực kỳ đẹp đúng không các bác? Đó, ốc này còn vàng ươm luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Một con máy nguyên zin nguyên bản siêu tầm cực kỳ VIP luôn các bác nhá. À, các bác nào mà đang cần tìm chiếc máy mà VIP chất lượng, hàng siêu tầm thì các bác tham khảo được con này các bác nhá. Xích thì quá đẹp luôn rồi. À, xích thì quá đẹp luôn các bác nhá. Làm thì nó hơi bị chóc sơn ở phần đầu tí thôi, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đến cả. À, máy móc làm biết thì nguyên zin nguyên bản của nó luôn các bác. Làm con này mặt cắt được 40 phân luôn các bác nhá. Mặt cắt được 40 này. Cực kỳ đẹp. Hệ máy cưa, con này thì nòng của nó là 40 ly các bác nha. Máy móc dòng siêu tầm cực kỳ VIP luôn, nước sơn quá đẹp luôn này. Đó, máy móc nguyên zin nguyên bản hết cho các bác. Về đảm bảo cho các bác là chưa bung chạm máy móc. Đó, tất cả bộ chế hòa khí các bác nhìn qua. Cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Bộ chế tất cả nguyên zin hết từ A tới Z. Quá đẹp đúng không các bác? Con này quá VIP luôn đấy ạ. Dòng sưu tầm lâu lâu mới có được một con đẹp như thế này thôi các bác nhá. Dòng chuẩn hàng bãi Đức các bác nhá. Hàng bãi Đức. Xuất qua Nhật và sử dụng tiêu thụ tại Nhật. Đó. Đây. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Các bác nào mà ưng ý thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cả chúng em là 0354392929 để đặt hàng các bác nhé. Thằng xích sử dụng đầy đủ nguyên các bác. Trắng trẻo đẹp trai các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản, test nổ dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Hàng nguyên zin nguyên bản 100%. Các bác nào mà nhìn thấy linh kiện nào mà đã thay thế thì cả chúng em xin phép hoàn tiền gấp 3 gấp 4 lần cái máy luôn. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. À, giá hiện tại này con này cửa hàng bán với giá là 3.600.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Các bác nào ưng ý hoặc muốn đặt hàng con này thì nhấc máy ngay và liên hệ cho chúng em. Đó. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cả chúng em để tư vấn thêm. Con này là nòng 40 ly các bác nhá. Hệ máy cưa Made in Germany, hàng bãi Đức. Tình trạng nguyên zin nguyên bản, máy móc sưu tầm cực kỳ đẹp. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác vào video sau.